Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Đừng đắc tội với nam chính, tập 4. Tại sao ngươi ở trong phòng ta? Ai cho ngươi vào đây? Là ngài Borgia ạ. Thưa hoàng thái tử điện hạ, tôi là người khế ước của ngài. Người khế ước? Khụ khụ. Máu. Ta không cần người khế ước. Không muốn chết thì cút mau. Nghe đồn lúc nhỏ Len bị hắc ma pháp sư nguyền rủa, thần điện đoán rằng ngài ấy không thể sống quá 20 tuổi. Đại công tước quê tìm kiếm ma pháp sư có thể xóa bỏ lời nguyền khắp bốn phương, nhưng qua nhiều năm vẫn luôn tìm không có. Năm đó, họ cũng từng tìm mình thông qua Hiệp hội Ma Dược. Nhưng vừa đúng lúc mình phải chuyện vị hôn thê mất tích, không có sức để ý tới chuyện khác. Nhìn triệu chứng của ngài ấy không giống như chỉ đơn thuần là lời nguyền ma thuật đen phát tác mà thôi. Giống như bị trúng chất cực độc, máu thịt bị ăn mòn từng chút một hơn. Bình thường, hắc ma pháp sư giết người luôn chú trọng nhanh, chuẩn, ác. Đây là lần đầu tiên mình gặp được ma thuật đen dùng cho mục đích giày vò người khác. Khụ, khụ, khụ. Toan rồi, ma lực trong người ngài ấy đã bắt đầu bùng nổ rồi. Nếu không khống chế được nữa thì... Điện hạ, ngài vẫn ổn chứ? Cút nhanh! Nếu mặc kệ không đếm xỉa thì ngài ấy sẽ mất khống chế mất. Hoàng thái tử điện hạ, xin hãy bình tĩnh. Tôi có cách tạm thời kìm hãm ma thuật đen trên người ngài. Ngài bằng lòng tin tưởng tôi không? Mặc dù sử dụng ma pháp của Richter ở đây sẽ có nguy cơ bị bại lộ, nhưng mình không lo nhiều được đến thế. Chỉ bằng ngươi? Khi 5 tuổi, ta bỗng nhiên chìm trong cơn ác mộng, ma lực bùng nổ tấn công người bên cạnh. Cha đã mời tới rất nhiều ma pháp sư hệ trị liệu, nhưng lại khiến tình huống của cơ thể ta càng lúc càng tệ hơn. Thần điện gợi ý rằng chỉ có ký khế ước với ma pháp sư sinh vào ngày nguyệt thực thì ta mới có thể thoát khỏi giày vò của ma thuật đen. Ta đã ký khế ước với vô số ma pháp sư, nhưng đều tự tay giết chết bọn họ trong lúc bùng nổ. Rosagina, người khế ước cuối cùng ra đời trong ngày nguyệt thực. Cậu ta là toàn bộ hy vọng sống tiếp của ta. Hoàng thái tử điện hạ, thời gian rất gấp rút. Tôi thật sự có thể giúp ngài. Ha. Đây là chuyện mà ma pháp sư khắp đại công quốc đều bó tay chịu thua. Ngươi là một tên ma pháp sư vô dụng, lấy đâu ra tự tin thế? Ta khuyên ngươi nên đi ngay đi, nếu không ngươi sẽ chết trên tay ta đấy. Tôi không đi. Tôi là người khế ước của ngài, dù có đau khổ gì thì tôi cũng sẽ gánh vác cùng ngài. Muốn khiến gia tộc quê trở thành chống lưng cho mình thì phải có được sự thừa nhận người này trước đã. Không biết tự lượng sức mình, ngươi làm được gì? Tôi có thể khiến ngài chìm vào giấc ngủ sâu đi trước khi bùng nổ.
tốt nhất là ngươi làm được việc này. Nếu không thì cái giá phải trả chính là mạng của ngươi đấy. Sáng sớm hôm sau, đã qua một đêm rồi mà thiếu gia Rosa vẫn chưa đi ra nữa. Chẳng lẽ ngài ấy cũng bị Hoàng Thái tử Điện Hạ đánh chết giống như những người khế ước lúc trước? Đang nói vớ vẩn gì đấy, không muốn làm nữa à? Thưa ngài Boria, chúng thần sai rồi ạ. Giải tán, đi làm việc đi. Đại công tước bệ hạ muốn tới phòng của Hoàng Thái tử Điện Hạ xem thử không ạ? Không cần. Ta tin rằng lời tiên tri của thần điện tuyệt đối sẽ không sai. Tại sao? Tại sao lại muốn phản bội ta? Tỉnh rồi à? Hoàng Thái tử Điện Hạ, mơ thấy ác mộng à? Hả? Tối hôm qua, biểu hiện của em rất tốt. Muốn thưởng gì nào? Em không cần gì cả. Chỉ cần được ở lại bên cạnh ngài là đủ rồi. Chỉ có thế này thì mình mới báo thù được. Chắc em cũng biết hậu quả khi ở lại cùng ta. Em không sợ chết sao? Không sợ ạ. Em tình nguyện đánh đổi mọi thứ vì điều này. Được, hy vọng em đừng hối hận. Bắt đầu từ hôm nay, em chính là người khế ước của ta.